đốm trắng kỳ lạ trên quả chuối là dấu hiệu cho thấy chắc chắn bạn phải vứt chuối đi vì đây là tổ của nhện. Tôi đang nói về loài nhện lang thang Brazil vì nó không có GPS. Và anh chàng này rất nguy hiểm, còn được mệnh danh là loài nhện độc nhất trên thế giới. Chỉ một vết cắn và hệ thần kinh của bạn sẽ bị tê liệt ngay lập tức. Cùng với đó, bạn sẽ bị buồn nôn và mờ mắt. Đừng lo, chúng thường sinh sống ở Nam Mỹ, nhưng vì thích ẩn nấp nên chúng có thể lẻn vào hộp chuối và đi đến bất cứ nơi nào hộp chuối đến. Chúng thích đi du lịch trong bao của mình và có bằng chứng cho thấy nhện mẹ đi du lịch cùng các bé nhện con. Ôi trời ơi! Bạn đã từng ăn đồ hộp chưa? Rất có thể bạn cũng đã tiêu thụ vài con roi. Loài sinh vật đó có thể được tìm thấy trong tất cả các loại thực phẩm, cà chua đóng hộp, chắc chắn rồi, nấm đóng hộp, hiển nhiên. Lũ roi phát cuồng mấy món này mà. Chúng thích nó đến mức 20 con roi có thể ăn được 100 gram nấm đã ráo nước. Xin lỗi các bạn, chúng tôi không thể làm gì được, hãy chấp nhận thôi. Một số thứ rùng rợn trong thức ăn của bạn thực sự được FDA chấp thuận. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng FDA đồng ý với khoảng 30 bộ phận côn trùng trên mỗi thanh sô-cô-la. Bạn muốn biết thêm à? Được thôi. Vậy lông động vật gặm nhấm trong bơ đậu phộng thì sao nhỉ? Ngon ghê. Tuy bơ đậu phộng là một trong những sản phẩm được FDA kiểm soát nghiêm ngặt nhất, nhưng họ không thấy có gì xấu về một vài sợi lông của loài gặm nhấm trong mỗi lọ. Giờ thì hãy kiểm tra trực giác của bạn nhé. Câu hỏi thứ nhất, theo FDA, bao nhiêu nấm mốc được chấp thuận trong bơ táo? Trên thực tế, không nhiều lắm, 12% nấm mốc là mức được cho phép. Câu hỏi thứ hai, lượng mốc trong mứt anh đào. Càng lúc càng ghê hơn đấy nhỉ, vì 30% nấm mốc vẫn được chấp nhận với mứt anh đào. Câu hỏi cuối, mứt lý chua đen thì sao? Sẵn sàng, mứt lý chua đen mốc 75% được FDA cho phép. Chắc tôi sẽ không bao giờ ăn bơ đậu phộng với mứt lý chua đen nữa. Bông cải xanh vừa tốt cho sức khỏe nhưng vừa chứa nhiều rủi ro. Tất nhiên bạn vẫn có thể chạm vào rau, nhưng đây là lời nhắc nhở bạn kiểm tra rau. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một con côn trùng nguy hiểm ẩn nấp bên trong bông cải xanh của bạn? Chẳng hạn như nhện quả phụ đen. Tuy vết cắn của chúng không tệ bằng nhện lang thang Brazil, nhưng vẫn không tốt chút nào. Đó là một câu chuyện có thật. Một chàng trai ở Ohio đã tìm thấy một con nhện quả phụ đen trong bông cải xanh. May thay, câu chuyện này kết thúc có hậu. Anh chàng đã gọi cho khu bảo tồn động vật địa phương và Ohio Another Chance Sanctuary đã nhận nuôi con nhện và đặt cho nó cái tên rất dễ thương, bông cải xanh. Đợi chút, bây giờ chúng ta nhận nuôi cả nhện ư? Ho ho ho, sắp đến Giáng sinh rồi và bạn chọn một cây thông Noel thật. Trước khi kéo cái cây đó về nhà, bạn nên kiểm tra nó thật kỹ. Bạn có thấy vật thể hình nón thông to bằng quả óc chó đang treo trên cây không? Tin xấu, đây là ký túc xá của ai đó. Đó là một túi trứng chứa hàng trăm con bọ ngựa nhỏ đang chờ nở trong nhà bạn và cùng nhau ăn mừng ngày lễ. Nếu bạn không muốn phải ngủ chung giường với chúng thì hãy đảm bảo rằng tất cả các món quà bất ngờ đều ở dưới chứ không phải ở trên cây thông Noel. Được rồi, bạn không muốn mạo hiểm nên đã chọn cây thông Noel giả. Ổn đấy. Có một điều, cây giả có khả năng bắt lửa kém hơn cây thật 3 lần, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn an toàn đâu nhé. Dù dùng cây giả hay thật thì bạn cũng phải cẩn thận, sử dụng loại đèn thích hợp và không đặt cây giả quá gần nguồn nhiệt. Các mẫu cây chống cháy là tốt nhất. Các bạn chọn thị à? Hãy cẩn thận nếu bạn nhìn thấy thứ gì đó trông giống như bánh quy Oreo hoặc đồng xu cổ có hoa văn kỳ lạ thì hãy đeo kính trước khi chạm vào nó nhé. Bạn biết đấy, đây có thể là một con nhện đáng sợ. Lại nữ, đúng vậy. Tôi đang nói về nhện đồng hồ cát Trung Quốc. Và thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao họ lại gọi nó là nhện đồng hồ cát mà không phải là nhện bánh quy. Loài này sống ở Đông Nam Á, Mexico và Guatemala. Và nó có vẻ không quan tâm lắm đến cái lạnh vì nó thậm chí có thể ở một số vùng của Mỹ và Canada. Loài nhện này khét tiếng trong việc đặt bẫy, chúng đào hang và một khi phát hiện ra chuyển động, bùm, chúng chụp lấy. Ngoài ra hang giúp chúng tránh xa những vị khách không mời, chẳng hạn như tò vò. Tin tốt đây, chúng ta, con người, quá lớn để chúng có thể kéo vào ngục tối. Dù bạn thấy nhiều bài đăng nổi như cồn trên mạng xã hội, nhưng chúng không độc đối với con người nha. Mấy giờ rồi nhỉ? À, đến giờ tháo gỡ một lầm tưởng khác. Cách đây ít lâu, có một video TikTok nổi tiếng với hình ảnh dâu tây ngâm nước muối. Đoạn video trông khá ghê vì những con giống như sâu bò ra từ quả dâu tây. Nhưng suy nghĩ rằng quả dâu tây nào cũng có ấu trùng là sai. Đầu tiên,
tất cả dâu tây đều được kiểm tra và ngâm nước trước công đoạn vận chuyển. Thêm vào đó có những con ruồi giấm khá khác biệt. Vấn đề là nếu các loại quả mọng đã đợi ở trên quầy quá lâu, chúng sẽ bắt đầu thu hút ruồi giấm. Loài này đẻ trứng li ti lên quả, sau đó trứng biến thành ấu trùng rồi lại thành ruồi giấm. Điểm mấu chốt ở đây là ruồi giấm có ở khắp mọi nơi, siêu thị, cửa hàng nhỏ, thậm chí trong bếp nhà bạn. Và đúng, rất có thể bạn đã tiêu thụ chúng mỗi khi ăn quả mọng. Nạp thêm protein tự nhiên. Tôi đùa thôi. Đừng lo lắng, ấu trùng thực vật không gây nguy hiểm cho con người đâu. Ngoài ra, bạn không cần ngâm dâu tây trong nước muối đâu, chỉ cần rửa kỹ là được. Tốt nhất nên tránh một số loại thực phẩm nếu chúng chưa chín. Vải là một ví dụ điển hình. Tuy có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng vải cũng có thể khá nguy hiểm. Nếu ăn vải chưa chín, có khả năng bạn sẽ tiêu thụ một số chất độc. Nó không tệ như bạn tưởng tượng đâu, nhưng chất độc này có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu của bạn. Với những người mắc một số bệnh lý nhất định, điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn, bao gồm sốt hoặc nghiêm trọng hơn. Vậy không có gì đặc biệt cả, chỉ cần lưu ý ăn vải đã chín thôi. Có thể bạn cho rằng đốm đen trên quả táo là dấu hiệu cho thấy quả đã hỏng, nhưng điều đó không đúng. Trước hết, đốm đen chỉ khiến quả kém đẹp mắt đi thôi, mặc dù đó là một loại nấm. Đừng lo, loại nấm này không hề nguy hiểm. Phương án 1. Tra sạch những đốm đó và ăn quả táo của bạn. Phương án 2. Gọt vỏ táo và ăn. Phương án 3. Nơi bạn ném quả táo đi không tồn tại. Hãy cẩn thận nếu con cá hồi bạn sắp mua có trứng cá nhé. Đó là dấu hiệu cho thấy thịt cá không ngon như bạn mong muốn đâu. Cá hồi từ Thái Bình Dương có xu hướng đẻ trứng trong nước ngọt, vì vậy chúng phải di cư khi cần sinh sản. Nhưng một khi cá hồi ở trong nước ngọt, các hệ thống của nó gần như ngừng hoạt động và cá ngừng ăn. Cá hồi như vậy vẫn ăn được nhưng chất lượng kém hơn nhiều. Và nếu bạn nhìn thấy một hình kén màu trắng trên cải xoăn, này đừng vội vứt bữa tối đi nhé. Bạn chỉ cần lấy con bướm hoặc ruồi đang đóng kén này, rửa sạch cải xoăn và thưởng thức món salad thôi. Ồ, suýt quên mất, hãy cẩn thận với salad đóng gói sẵn nha. Tuy các công ty sản xuất khẳng định rằng bạn có thể ăn mà không cần rửa, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy một số người mắc phải các vấn đề về sức khỏe khi tiêu thụ salad đóng gói sẵn và không rửa. Loại salad đó đã mang đến cho họ những hóa đơn thuốc men khổng lồ để hồi phục. Hãy tưởng tượng bạn đột nhiên nhìn thấy một con ruồi trong đồ uống của mình. Có phải nó đang bơi ngửa không? Bạn sẽ uống cạn ly hay rót ly khác? Chà, điều này phụ thuộc vào giới tính của ruồi. Nếu bạn có một con ruồi cái trong đồ uống, thì vài phút sau hương vị sẽ trở nên rất hăng nồng. Nếu một con ruồi đực muốn tắm trong ly của bạn, nó sẽ không làm hỏng đồ uống đâu. Mùi này là do pheromone của ruồi cái. Ngay cả khi bạn vớt con ruồi ra ngay lập tức, đồ uống vẫn dễ bị mất đi hương vị ban đầu. Chỉ vì 1 nanogram pheromone đã đủ làm hỏng đồ uống rồi. Nhưng vì không thể biết được giới tính của con ruồi nên có lẽ bạn sẽ rót một ly mới. Vâng, một con ruồi trong dạ dày sẽ không làm điều gì xấu với bạn, nhưng nó khiến bạn cảm thấy khá là ghê. Chà, đã đến lúc duỗi chân và đi dạo trong công viên rồi. Mặt trời đang tỏa sáng và bạn tận hưởng cả thời tiết lẫn cuộc sống. Đó là khi bạn phát hiện ra một đám mây dọc đang phát triển nhanh chóng. Lúc đầu nó có màu trắng sáng, nhưng nó kéo đến nhanh một cách đáng báo động, trở nên dày đặc và đen kịch. Bầu trời đang tối dần và một cơn gió thổi bay chiếc mũ trên đầu bạn. Và sau đó tóc bạn bắt đầu dựng ngược lên. Đó là dấu hiệu để bạn chạy đi tự cứu mạng mình đấy. Bạn sắp bị sét đánh. Tại thời điểm này, cái điện tích dương đang tăng lên trong cơ thể bạn. Chúng đang dần tiến tới phần điện tích âm của cơn bão. Nếu bạn không phản ứng nhanh, điện tích này sẽ gặp nhau và cho bạn một cái kết thảm thương. Nếu không có nơi nào bạn có thể trốn, hãy cúi mình xuống và cố gắng thu mình nhỏ hơn những vật thể xung quanh. Đừng nằm thẳng trên mặt đất. Đất có thể bị ướt và do đó là một vật dẫn điện lớn. Ngoài ra, còn có các dấu hiệu khác cho thấy nguy hiểm khi có bão sét. Lòng bàn tay bạn có thể bị đổ mồ hôi. Bạn có thể nghe thấy tiếng răng rắc, vù vù hoặc rung động kỳ lạ phát ra từ các vật thể bằng kim loại ở gần đó. Có thể da của bạn sẽ râm ran, miệng bạn cảm thấy có vị kim loại lạ. Nếu bạn chắc chắn rằng mình đang không nhai lá thiết thì hãy chú ý nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngửi thấy mùi clo. Đó là ozone. Các điện tích chia tách các phân tử nitơ và oxy, vốn là các khí cơ bản hình thành nên bầu khí quyển, thành các nguyên tử riêng biệt. Khi các nguyên tử này kết hợp lại với nhau, vài trong số chúng tạo ra các phân tử được tạo thành từ ba nguyên tử oxy, đó là ozone.
Bạn có thể ngửi thấy nó trong cơn giông bão vì luồng khí đi xuống sẽ đưa nó từ độ cao lớn tới ngang mũi bạn. Bạn có thể biết mức độ gần của một cơn giông bằng cách đo thời gian từ lúc thấy tia chớp cho đến khi nghe thấy tiếng sóng. Cứ sau mỗi 5 giây là 1,6 km. Bầu trời trên đầu bạn đang tối dần và chuyển sang màu xanh lục đáng ngại. Có gì đó đập vào má bạn. Ouch, đau quá. Bạn nhặt vật thể vừa tấn công mình lên. Đó là một cục mưa đá lớn. Nhưng ngoài trời không lạnh đến thế và không có mưa. Bạn để ý thấy mọi thứ vẫn thật yên tĩnh. Chẳng có gió hay gì cả. Điều này khiến bạn nghĩ về sự tĩnh lặng trước cơn bão. Và thực ra bạn sẽ sớm nghe thấy tiếng ồn. Nó đang nhanh đến gần và biến thành một tiếng gầm lớn, như thể một đoàn tàu chở hàng đang tiến về phía bạn. Có điều đó không phải là tàu mà là một cơn lốc xoáy. Và bạn gần như không có thời gian để trốn. Cái phễu không rõ lắm phía sau một đám mây các mảnh vỡ. Nhưng làm sao nhầm cột không khí đang quay này với thứ gì khác được? Nếu cơn lốc đuổi bạn ở trên đường, hãy chạy ra càng xa xe của bạn càng tốt. Điều này sẽ ngăn xe không văng vào bạn. Hãy tìm một cái mương, nằm vào trong đó và che đầu của mình lại. Nếu bạn đang ở trong nhà, hãy tránh xa các cửa sổ và nấp xuống hầm ngầm nếu có thể. Bây giờ, bạn đang đi bộ dọc theo bờ biển và tận hưởng làn gió nhẹ nhẹ. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dưới chân bạn, hẳn là một trận động đất. Điều kỳ lạ tiếp theo mà bạn nhìn thấy là nước rút khỏi bãi biển với một tốc độ chóng mặt. Nó để lộ ra đằng sau đáy đại dương, đá ngầm và thậm chí cả cá nữa. Đó là khi bạn nghe thấy tiếng gầm rú từ xa. Đây là một cơn sóng thần và bạn chỉ có vài phút để cứu lấy mình. Hãy chạy lên các nơi cao ngay lập tức. Một con sóng khổng lồ đang tiến nhanh vào bờ. Đó không phải là cách duy nhất mà sóng thần có thể ập đến với bạn. Nó không nhất thiết phải ập vào bờ với một loạt các con sóng lớn. Sóng thần có thể trông giống như thủy triều dâng nhanh. Nó thường đi đôi với nhiễu loạn nghiêm trọng dưới nước. Nó kéo mọi người xuống mặt nước và ném các vật nặng văng tứ tung. Bạn cũng có thể để ý nước biển sủi bọt, xoáy và tạo ra các hoa văn kỳ lạ. Đó là một dấu hiệu chắc chắn khác cho thấy sóng thần sắp đến. Chú chó của bạn đang lo lắng kìa. Nó đang cào cào cửa ra vào, đi lanh quanh trong căn hộ và cố trốn vào góc nhà. Bình thường vẫn điềm tĩnh và ngoan ngoãn, mà nay chú chó lại hú và sủa. Thời tiết cũng thật điên rồ trong vài ngày vừa qua. Một ngày trời rõ nóng mà sau 24 giờ đã se lạnh. Thêm vào đó, bạn nhận thấy dòng suối gần nhà mình đang sôi sục, sủi bong bóng khi đang chảy xiết. Chỉ khi mấy cái ly kêu len keng trong tủ thì bạn mới nhận ra nó có ý nghĩa gì. Tiếng loảng xoảng được tạo ra bởi tiếng chấn, những trận động đất nhỏ dẫn đến sự kiện chính. Động đất thường xảy ra theo cụm. Nếu có vài trận động đất yếu, hẳn một trận lớn hơn nhiều đang đến. Một lúc trước khi thảm họa xảy ra, bạn có thể nhìn thấy những ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Một số ánh sáng dường như đến từ mặt đất, một số khác thì lơ lửng trên không. Chúng được gọi là ánh sáng động đất. Được phát ra từ đá dưới áp lực lớn, chúng có thể được nhìn thấy vài ngày hoặc chỉ vài giây trước khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đồng thời, một số chuyên gia lại nghi ngờ sự tồn tại của ánh sáng động đất. Nếu bạn nghĩ rằng một trận động đất sắp xảy ra và có một con cá trê trong bể, thì hãy chú ý đến hành vi của nó. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng loài này có thể phản ứng với động đất nhỏ. Nó trở nên bồn chồn khi hoạt động địa chấn ở mức cao. Một số con bọ có thể cảm thấy một cơn bão đang tới. Chúng sẵn sàng cho thảm họa thiên nhiên bằng cách dừng mọi chuyển động. Đó là lý do nếu bạn nhận thấy nhiều côn trùng xung quanh mình trông có vẻ uể oải, hãy tìm một nơi trú ẩn. Còn với loài ong, chúng có thể dự đoán những trận mưa bão lớn. Chúng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nhiều ngày trước khi trời bắt đầu mưa. Sóng vuông xảy ra khi hai dạng sóng khác nhau đâm vào nhau. Hiện tượng này trông thật tuyệt vời, nhưng chỉ khi quan sát nó từ trên bờ. Đừng nghĩ tới việc xuống nước để chơi đùa trong những con sóng như vậy. Ở nơi đó, những dòng nước cắt ngang có thể dễ dàng kéo cả một vận động viên bơi lội điêu luyện xuống mặt nước. Và nếu nhìn thấy những con sóng bập bềnh dữ dội, mang theo rác đại dương và rong biển, thì hãy tránh xa mặt nước. Đây có thể là một dấu hiệu của một dòng chảy xa bờ mạnh sẽ mang bạn ra xa đại dương. Nếu bạn nhìn thấy những thứ màu xanh lá hôi thối trên mặt hồ hoặc biển, hãy tránh xa vùng nước. Đây có thể là sự bùng nổ tảo nguy hiểm. Nhìn qua, bạn sẽ không thể biết liệu nó độc hay không. Thế nên, tốt hơn hết, bạn hãy tuyệt đối tránh xa. 3 đến 4 ngày trước khi một cơn bão lốc xoáy kéo đến,
mặt biển hoặc đại dương sẽ phồng lên đến 2 mét. Cứ sau mỗi 9 giây, sóng lại vỗ vào bờ. Cơn bão đến càng gần thì sóng vỗ vào bờ càng nhanh. Chúng cũng trở nên cao hơn, đôi khi lên đến 5 mét. Bầu trời rải rác những đám mây bồng bềnh sáng màu. Khoảng 36 giờ trước khi cơn bão vào bờ, áp suất khí quyển sẽ bắt đầu giảm. Sau đó, gió tăng tốc, những dải mây mỏng như sợi tóc xuất hiện trên bầu trời. 18 giờ trước khi cơn bão ập vào bờ, bầu trời mở toang và bắt đầu đổ mưa to. Nước mưa thường làm ngập các khu vực trũng thấp, dâng lên tới 4,5 mét. Khi bão còn cách khoảng 12 giờ, một cơn gió giật mạnh bắt đầu cuốn theo các mảnh vỡ rời rạc. 6 giờ trước khi đổ bộ vào đất liền, tốc độ gió đã lên tới 145 km/h. Nó đủ mạnh để làm gãy và thậm chí làm bật cả gốc cây, hất tung các mảnh vỡ lớn và làm lật xe. Nhân tiện, giả sử bạn đang chèo thuyền và có vài con cá mập đang lượn xung quanh, hãy để mắt đến chúng. Nếu những kẻ săn mồi này đột nhiên để bạn một mình và tiến đến vùng nước sâu, nghĩa là một cơn bão đang đến gần. Hãy trở lại nơi khô ráo nhanh nhất có thể và cảnh báo những người khác. Nếu trong thời gian mưa lớn, bạn nghe thấy tiếng gầm rú thì đó có thể là một trận lũ quét đang di chuyển về hướng của bạn. Nếu lúc đó đang ở gần một con sông, bạn có thể thấy các mảnh vỡ trôi theo dòng chảy. Nước có thể thay đổi màu sắc, trở nên mờ và sẫm màu hơn. Những dấu hiệu này sẽ khiến chuông báo động vang lên trong đầu. Nếu linh tính của bạn đúng, bạn không có đủ thời gian để lãng phí đâu. Hãy cố gắng rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Lũ quét thường gây chết người. Nếu đang ở nơi thiên nhiên hoang dã, hãy chú ý đến nước ở các lạch, suối và sông. Nếu nước rút hoặc dâng lên nhanh chóng, đó có thể là dấu hiệu của một trận lở đất sắp xảy ra. Và nếu bạn thấy nước chuyển đục ngầu, thì đừng đợi thêm nữa. Hãy chuồn khỏi khu vực đó ngay lập tức. Những sa mạc nóng bỏng vô tận thoạt nhìn có vẻ vô hồn. Nhưng ở nơi toàn cát này, bạn có thể gặp những sinh vật nguy hiểm và đôi khi là đáng sợ đấy. Một số trong số chúng có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, nhưng một số khác có thể khiến bạn khắc ghi mãi mãi. Cùng làm quen với chúng, bắt đầu với những điều nguy hiểm và kết thúc bằng những cơn ác mộng có thật nhé. Thì bạn đã đi qua sa mạc và nhìn thấy một con gấu bông lớn với bàn tay rộng mở. Bạn hiểu rằng đó có thể là một ảo ảnh, nhưng bạn vẫn đến gần hơn. Chuẩn rồi, nó không phải là đồ chơi ấm áp mà là một cây xương rồng khổng lồ. Có điều gì đó rất kỳ quặc. Nhờ một số lông tơ kỳ lạ, cành cây trông giống như tay của một con gấu bông ấy. Tuy nhiên, đây không phải là lông tơ mà là hàng nghìn mũi kim mỏng. Và chúng là lý do bạn không nên đến gần hơn. Cây này được gọi là lũa xương rồng. Xương rồng Chola Jumping hoặc Teddy Bear Chola. Nó mọc ở vùng sa mạc Arizona và phía bắc Mexico. Đừng lo lắng, loài xương rồng này sẽ không tấn công bạn, nhưng nó sẽ bám vào da hoặc quần áo nếu bạn chạm vào đấy. Một chiếc áo khoác lông như vậy sẽ bảo vệ cây xương rồng khỏi động vật, tạo bóng mát và bảo vệ nó khỏi sức nóng. Các nhánh bên là bộ phận quan trọng nhất của cây vì chúng thực hiện quá trình quang hợp và tích tụ một lượng lớn độ ẩm bên trong. Vì vậy, bất chấp mọi nguy hiểm, cây xương rồng có thể hữu ích cho những người lang thang trên sa mạc đấy. Và mối nguy hiểm ở đây là phần gai nhọn. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng có hình móc câu. Một cú chạm thôi là hàng trăm chiếc gai cắm vào ngón tay bạn. Việc loại bỏ chúng khá khó khăn và gai này gây ra cảm giác đau đớn khó chịu. Nhưng điều thú vị nhất ở loài xương rồng này là cách nó sinh sản, cây tự nhân bản ở một nơi mới. Khi động vật và con người vượt qua lũa xương rồng, va chạm vào nó, cây sẽ tách ra một mảnh nhỏ cùng với chiếc gai. Ngay khi bạn ném mảnh này xuống đất, nó sẽ bén rễ và bắt đầu phát triển. Mức độ nguy hiểm đang tăng lên. Con quái vật tiếp theo từ sa mạc đang chạy về phía ta, và đó là một con đà điểu. Nhiều người cho rằng loài vật này là lũ hèn nhát, chỉ biết giấu đầu trong cát. Rất có thể bạn sẽ thay đổi suy nghĩ nếu không may mắn gặp được một con đấy. Thông thường đà điểu không hung dữ, nhưng bạn nên bỏ chạy nếu đến gần tổ của chúng. Mặt khác, bạn sẽ không thể làm được điều đó vì đà điểu di chuyển với tốc độ 70 km/h. Bạn cần có xe hơi để thoát khỏi chúng đấy. Chúng chạy và dùng ngực tấn công kẻ thù. Đã có trường hợp đà điểu tấn công xe tải và gây thiệt hại đáng kể à nha.
Nhưng mối nguy hiểm chính mà loài chim này sở hữu là đôi chân khỏe với móng vuốt sắc nhọn. Chúng có thể tung ra những cú đánh mạnh mẽ và thậm chí đánh bại một đối thủ đang tiềm năng nữa. Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy đà điểu ở đằng xa, liều liệu mà đi hướng khác nhé. Chú thằn lằn đốm nhỏ này hầu như luôn sống dưới lòng đất ở các sa mạc khô cằn phía tây Nam Hoa Kỳ và tây bắc Mexico. Thỉnh thoảng nó ra ngoài tìm bữa trưa. Trông thì có vẻ dễ thương nhưng thực chất nó là quái vật Gila nguy hiểm đấy nhé. Lớp da này của nó bảo vệ loài khổ chủ khỏi diều hâu, chó sói và những kẻ săn mồi khác. Nhưng phương thức bảo vệ chính của nó là nọc độc cơ. Rắn và nhện tiêm chất độc bằng những chiếc răng nanh dài như kim. Còn quái vật Gila kẹp chặt và nhai con mồi để phát tán nọc độc. Và khi nó cắn người, nó có thể ngậm vết cắn rất lâu. Loại bỏ con vật là một việc khó khăn. Những người đã trải qua tác động của nọc độc cho biết cảm giác như thể magma nóng chảy qua tĩnh mạch vậy. Mặc dù vậy, loài thằn lằn này hóa ra lại có ích cho khoa học. Các bác sĩ sử dụng nọc độc của nó để tạo ra thuốc điều trị bệnh tiểu đường và béo phì đấy. Thời cơ đã đến, bây giờ bạn sắp gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất sống trên sa mạc. Hãy im lặng và lắng nghe sự lặng im nhé. Đứng yên, không có ai xung quanh. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng rít phát ra từ bên dưới. Bạn cúi đầu xuống và nhìn thấy nó. Một con nhện lớn màu vàng có kích thước bằng lòng bàn tay con người, với bộ hàm khỏe mạnh và đôi chân dài ẩn mình trong chiếc bóng của bạn. Bạn chạy té khói khỏi con quái vật này trong nỗi kinh hoàng, nhưng nó lại đuổi theo bạn. Không dễ để làm điều đó trong tình huống này, nhưng hãy cố bình tĩnh. Sinh vật này không quan tâm đến bạn. Nó chỉ muốn nhờ cái bóng của bạn để trốn khỏi ánh nắng thiêu đốt thôi. Dù sao thì tốt nhất là đừng chạm vào nó. Nhẹ nhàng mà nói, bộ hàm mạnh mẽ của nhện lằng đà có thể gây ra cảm giác khó chịu. Và nhân tiện, sinh vật này thực ra không phải là nhện. Vâng, nó thuộc lớp nhện, nhưng nó là một loài riêng biệt, tên là Solpugit. Nó thích cắn, nó không sợ gì và khá hung dữ. Nhện săn côn trùng thằn lằn, loại gặm nhấm và chim nhỏ. Nó cũng có thể di chuyển với tốc độ 16 km/h. Đối với kích thước nhỏ như vậy, thế là rất nhanh. Bạn cần phải là một vận động viên chuyên nghiệp để chạy khỏi nó. Thông thường bạn có thể tìm thấy nhện lạc đà ở các sa mạc ở Trung Đông, nhưng chúng cũng sống ở Mexico và Tây Nam Hoa Kỳ. Những kẻ chạy bộ này sống về đêm và cố gắng tránh ánh nắng mặt trời vào ban ngày. Vì vậy, chúng luôn săn lùng bóng mát của bạn. Nhân tiện, chúng có tên như vậy vì loài này thường trốn trong bóng của lạc đà. Bạn sẽ không phải trốn chúng vào ban ngày, nhưng chúng sẽ muốn truy đuổi bạn vào ban đêm, đặc biệt nếu bạn đốt lửa. Solpugit luôn chạy ra phía ánh sáng với hy vọng ăn được thứ gì đó. Một số con còn tạo ra tiếng rít lên để xua đuổi kẻ thù. Bây giờ hãy bình tĩnh lại một chút và rời khỏi sa mạc nóng bức. Chúng ta đang đi vào vùng nhiệt đới ẩm ướt của Tanzania. Dưới vỏ cây, lá rụng và trong hang động tối tăm, bạn có thể gặp một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên trái đất, loài bọ cạp có roi không đuôi. Hãy tưởng tượng một con bọ cạp to lớn không có đuôi với thân hình phẳng lì, trông như bị vật gì đó đè lên. Trông thì tương tự như nhện nhưng không có tuyến nọc độc và không thể răng mạng. Con quái vật này im lặng và nhanh như chớp. Nhưng điều đáng sợ nhất là hai móng vuốt phía trước của nó, thứ dài gấp đôi chính sinh vật này. Bất kỳ con mồi nào nó bắt được cũng sẽ không bao giờ thoát nổi. Cuộc sống trong hang động tối tăm đã làm hỏng thị lực của nó, nên con bọ cạp roi cố gắng tránh ánh nắng mặt trời. Trong quá trình lột xác, nó trèo lên trần hang và từ từ thoát ra khỏi lớp da cũ. Hãy tưởng tượng khi hướng đèn pin của bạn đến đó và nhìn thấy mấy cái kén nhỏ trong đó có những con nhện nhợt nhạt với đôi chân dài quá mức đang bò ra mà xem. Nếu thực sự gặp tình huống thế thật thì hãy bình tĩnh và từ từ đi xa nhất có thể. Cẩn thận đấy, con bọ cạp dài có thể bò vào dưới quần áo của bạn trong giây lát và ngoậm vào bụng bạn. Và đó chưa phải là phần tồi tệ nhất đâu. Đùa tí thôi. Tạo vật xinh đẹp này là một trong những sinh vật nhút nhát và vô hại nhất trong số các loài nhện và bọ cạp. Nó sợ bạn và sẽ không bao giờ tấn công. Nhiều người coi sinh vật này đẹp và nuôi chúng trong bể thủy tinh. Nếu bạn muốn có thú cưng như vậy, hãy quan sát cẩn thận để nó không bỏ chạy khỏi nhà nhé. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất khó để bắt lại được.
trong chốc lát, nó có thể chui xuống gầm giường của bạn hoặc chui qua những khoảng trống trên sàn nhà. Sau đó, nó sẽ đi đến căn hộ hàng xóm của bạn thông qua hệ thống thông gió và khiến mọi người ở đó sợ chết khiếp. Được rồi, thêm một con bọ cạp nữa thì sao? Nó không đáng sợ như những sinh vật khác trong video này, nhưng lại là loài bọ cạp có nọc độc mạnh nhất nước Mỹ. Đây là bọ cạp vỏ cây Arizona. Vấn đề là bạn có thể thấy nó ở sa mạc, trong nhà hoặc ngoài sân. Loài thú có nọc độc nguy hiểm này bò vào phòng và thường chích con người. Một lần cũng đủ để đau đớn như bị ong đốt. Nhưng ai mà bị dị ứng, có thể bị liệt, khó thở và các vấn đề sức khỏe khác đấy nhé.